Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 23 tháng 3 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến nhiều những cái dòng hàng lan xinh đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Bên em thì hôm nay có rất là nhiều những cái hàng dòng hàng lan thuần và nhiều những cái dòng hàng kg đẹp mới về với hàng đang nụ đang hoa tuyệt vời luôn để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Tuy nhiên thì ở một số tỉnh thành của phía Nam, để đảm bảo hành trình của ấy đơn hàng đi đến tay cô chú anh chị được nhanh và đảm bảo thì bên em có thể sẽ gửi chuyển phát nhanh, cước có thể nhỉnh hơn khoảng tầm 10 cho đến 20.000 cho một 10 cho đến 15.000 cho một cái đơn hàng cô chú anh chị nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái dòng lan hái móc hồng. Hái móc hồng quê em thì thời điểm hiện tại là nó đang một số cây là đang có mèo nụ cô chú anh chị nhé. Một số cây là hiện tại là đang mèo nụ cái dòng hái móc hồng này này. Và cô chú anh chị tìm hiểu giá thì nhiều nơi hiện tại là người ta đang bán mỗi một cây ít nhất là 2.000. Đấy, ít nhất là mỗi một cây là 2.000. Và đây là cái bông hoa mặt đông rất là quyến rũ, của rất là xinh đẹp của dòng lan hái mốc hồng cô chú anh chị này. Bông hoa của nó cây thì nhỏ bé nhưng mà hoa rất là to. Đấy, với cái sắc hoa hồng rất là đẹp như thế này này, bông hoa rất là to khủng luôn cô chú anh chị nhé, cực kỳ là bền hoa. Và mỗi một cái lô hái mốc hồng như thế này thì rất là nhiều cây bên em không thể đếm, tức là nó rơi vào chắc khoảng tầm 5, 7, 80 hoặc là 100 cây gì đó. Đấy, thoải mái cô chú anh chị về ghép luôn. Và một lô như vậy em bán với giá chỉ có 100.000 cho một lô cô chú anh chị nhé. Hai cái lô đùi gà dẹt cực kỳ là xinh này cô chú anh chị, nhìn cái lô này, hoa của gà dẹt rất là rực rỡ và sai hoa đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Đó, rất là đẹp luôn. Và cái lô gà dẹt này em gọi là lô gà dẹt số 1 này. Gà dẹt số 1 em bán với giá là 70.000 cho lô, 80.000 cho lô gà dẹt số 1 và lô gà dẹt số 2 với giá là 70.000 cô chú anh chị nhá. Và sang bên này là một cái lô vanda rất là đẹp luôn. Đấy. Rất là to, đẹp, nó là nguyên một dề ạ. Nói chung là về hoa thì cực kỳ là thơm cái dòng vanda này. Cái lô này em bán với giá là 50.000 cho cái lô vanda số 1 này. Lô vanda số 2 đó là một cái khúc nguyên bản kèm theo một một khúc nguyên bản hai gồm có hai nhánh rất là đẹp luôn. Thêm một cái này nữa thì cô chú anh chị có một cái giò xanh mướt mắt ở trong vườn luôn. Em bán lô số 2 với giá là 70.000 ạ. Và lô số 3 là 50.000 này, một lô rất là nhiều, đầm một giò to luôn nhé. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan trầm vàng. Một cái dòng hàng mà có một cái mặt bông hoa vàng cánh sắt bóng mắt đen rất là độc đáo và đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Đó, và riêng dòng trầm vàng thì cô chú anh chị lưu ý giúp em, nó sẽ có khá là nhiều thân già kèm theo những cái thân tơ có lá như thế này. Đó, tại vì cái dòng trầm vàng này thì nó sẽ có nhiều thân già như vậy để nó có đủ dưỡng chất để mà nuôi những cái mầm tơ này đấy ạ. Và trầm vàng thì em xin phép được bán với giá là 260.000 cho 1 kg. Với khoảng tầm 0,4 hoặc 0,5 cô chú anh chị cũng được một cái giò trầm vàng để sưu tầm đẹp rồi ạ. Tiếp sang bên này đây sẽ là dòng long tu xuân, thân căng mướt như thế này cô chú anh chị này. Thân căng rất là đẹp luôn và mầm gốc đang lên tuyệt vời, rất là xinh luôn này. Nhìn những cái mầm mầm non tơ của nó này. Cái dòng long tu xuân này thì rất là sai hoa với sắc tím cực kỳ là đậm, xinh đẹp đúng không ạ? Và dòng long tu xuân em bán với giá là, hàng này thì em có cả hàng ngắn và hàng dài này. Cô chú anh chị nào muốn lấy hàng dài em nhặt cho cô chú anh chị hàng dài. Muốn lấy hàng ngắn thì em nhặt cho cô chú anh chị hàng ngắn nhé. Em bán với giá chỉ có 180 cho 1 kg long tu xuân thôi ạ. Hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ đây. Em bán với giá là 130 cho 1 kg thôi. Hàng đang chuẩn bị mùa nụ mùa hoa hết rồi đấy ạ. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan ý thảo ba màu. Ý thảo ba màu. Cái hàng này thì bình thường em bán 170, hàng hôm nay thì vẫn đảm bảo cây giống, cô chú anh chị nhìn cây khỏe mạnh đẹp. Tuy nhiên thì có phần là nó hơi, cây có phần là hơi nhỏ. Đấy. Cây có phần hơi nhỏ như thế này vẫn có cây đang có nụ này. Em bán với giá là 120 cho 1 kg đi cô chú anh chị nhá. À đâu, 130 cho 1 kg, em bán thanh ý ạ. Sơn thủy tiên ạ, thân lá dày cộp căng bóng đẹp như thế này này, em bán là 180 cho 1 kg cô chú anh chị nhá. Rồi ạ, tiếp sang bên này đây là một cái lô giáng hương tam bảo sắc.
đẹp tuyệt vời luôn, dòng lá xếp đẹp tuyệt vời luôn. Mà cây tầm bây giờ thì cô chú anh chị sẽ về sẽ được thưởng một mùa hoa trọn vẹn luôn, gần như mỗi một cây này đều có cho hai nụ như thế này này cô chú anh chị này, rất là đẹp luôn nhé. Đây ạ, một nụ này gần như là đều đang có hai nụ nhú nhú lên cho mỗi một cây như thế này hết đấy cô chú anh chị. Đây này, đó rất là đẹp luôn ạ. Đây ạ, cái lô giáng hương tam bảo sắc về tươi roi rói và đẹp mê ly như thế này ạ. Và cái mùi hương của tam bảo sắc thì có thể nói là nó thơm gần như là bằng nhạn luôn. Nếu như một mùa, một năm mà em không được thưởng cái mùi hương của dòng tam bảo sắc này thì sẽ cảm thấy là một cái sự thiếu thốn rất là lớn luôn ấy ạ. Đó, một cái dòng hàng rất là thơm, mà một cái dòng hàng mà đã khởi nguồn đam mê khi mà của em, khi mà em được thưởng thức cái mùi hương của dòng tam bảo sắc này ạ, đối với cây lan đấy ạ. Em bán giáng hương tam bảo sắc này với giá là 180.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Về sẽ được thưởng hoa luôn, và đây là cái dòng lá xếp. Đó, xếp đẹp như thế này và đang cái thời điểm nụ tuyệt vời, thưởng thức một mùa hoa trọn vẹn nhất đấy ạ. Và sang bên này thì em còn có một cái lô kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy này. Lô này được cô chú anh chị làm một giò to luôn, em bán là 60.000 cho cái lô kim điệp xuân này. Bên này đây sẽ là hoàng thảo hoàng lạp với những chùm hoa sắc vàng bóng đẹp. Em bán với giá là 130.000 cho 1 kg nhé. Và tiếp sang bên này đây là em có dòng ngọc thạch ba màu Bắc này. Ngọc thạch ba màu Bắc ạ. Đây ạ, cô chú anh chị nhìn cho em. Dòng ngọc thạch ba màu Bắc này, thân căng mướt luôn, hiện tại thì cây đang bắt đầu là cho mầm này. Cũng như là một số cây lác đác đang cho nụ nhá. Đấy, nên là cô chú anh chị sẽ được thưởng hoa một mùa hoa trọn vẹn luôn ạ. Ngọc thạch ba màu Bắc, cô chú anh chị nào mà có ý định thuần cũng như là muốn thưởng thức hoa thôi thì có thể lấy bây giờ, em bán là 150 cho 1 kg thôi. Giáng hương đuôi sóc này. Giáng hương đuôi sóc với giá là 100.000 cho 1 kg ạ. Tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan kiếm lô hội. Kiếm lô hội thì cô chú anh chị biết là nó cũng đã sắp sửa đến mùa hoa rồi đúng không ạ? Kiếm lô hội này thì nói chung là về cái thẩm mỹ của nó thì về cái giá thành thì rất là rẻ, nhưng mà với bản thân em thì cũng là cảm thấy cái mặt bông rất là đáng sưu tầm, đáng chơi, đáng thưởng thức. Kiếm lô hội em bán với giá chỉ 60.000 cho 1 kg thôi. Và bên này sẽ là dòng lan kiếm bích thủy. Kiếm bích thủy này thì nó sẽ sổ rất là nhiều màu sắc cô chú anh chị nhé, có thể sổ rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau. Và tầm bây giờ thì nó đang bắt đầu là lên mầm và đang bắt đầu là có những cái chùm mầm cũng như là chuẩn bị là lên chồi nụ này cô chú anh chị này. Đó, dòng kiếm bích thủy này thì em xin phép được bán với giá là 150.000 cho 2 kg, và 1 kg thì sẽ là 80.000 thôi nhá. Chỉ có 80.000 cho 1 kg thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng thanh đạm sữa. Dòng thanh đạm sữa dễ thuần, vô cùng là dễ thuần, dễ chăm, và bông hoa của nó thì cực kỳ là xinh đẹp luôn cô chú anh chị này. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng thanh đạm sữa với bông hoa cánh cong cân đối đẹp hai bên và môi cong tuyệt vời luôn, tuyệt sinh luôn ạ. Em bán với giá chỉ có 60.000 cho 1 kg thôi cái dòng 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 lan dòng lan cái gì ấy nhở, là thanh đạm sữa này. Và đây là cái chậu thanh đạm sữa của nhà em trồng, nó nở hoa gần cả tháng trời nay rồi cô chú anh chị ạ, và chỉ có vài giả hành như thế này thôi. Đó, nếu như cô chú anh chị lấy với em một nửa cân 30.000 thôi, cô chú anh chị về được cái chậu rất là to, thì khi mà nó nở hoa ấy thì nó sẽ rủ xuống rất là đẹp luôn, rủ xuống rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị sẽ có một chậu lan rất là đẹp luôn nhé. Đây chỉ có vài nhánh thôi mà nó đã cho mình hai cái cần hoa rồi này cô chú anh chị này. Đấy, thì nếu như cô chú anh chị mua nửa cân thôi được một chậu quá là đẹp đến mùa hoa. Và bên này lại em có hai lô giáng hương đuôi chồn này. Hai lô giáng hương đuôi chồn, lô này là lô số 1 này. Lô số 1 này có hai cây lớn này. Hai cây lớn với cả hai cây nhỏ này nữa. Em bán lô này. Đó, lô này với giá là 50.000. Và lô này với giá là 50.000. Rồi, lô tiếp theo lô số 2, một phần rất là nhiều luôn này cô chú anh chị này. Đó. Cái lô này em bán lô này với giá là 80.000 cô chú anh chị nhé. Lô chồn tím, cái dòng chồn tím đấy ạ. Chứ không phải là chồn trắng đâu, hoa của nó rất là đẹp. Bên này đây sẽ là dòng đai châu Thái. Nói chung là đây là cái hàng mà chuẩn cây giống, nhưng mà là nó là hàng thanh lý cô chú anh chị nhé. Chuẩn cây giống, nói chung là cây giống thì vẫn khỏe đẹp, nhưng mà hàng lỗi lá. Nên em sẽ bán thanh lý với chỉ có 300.000 trong 1 kg thôi. Bình thường hàng đẹp là 450 ạ. Thì cái hàng này là về vẫn làm giống bình thường, nhưng mà nó hơi lỗi lá, thì nó cũng sẽ lên lại những cái lá mới nhanh thôi. Và em chỉ bán có 300.000 nhé. Và sang bên này đây thì hôm nay em cập bến những cái cây lan mới rất là đẹp luôn. Trước tiên là cái dòng trầm Parasi.
Dòng trầm Parasi này thì cô chú anh chị chơi lan lâu ngày thì chắc hẳn biết đây là một cái mặt bông trầm, hoa đậm đà, khuôn bông bầu rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhé, khuôn bông bầu rất là đẹp luôn. Đó, đây là một cái dòng trầm mà hoa thơm này, cánh hoa bầu rất là đẹp ạ. Và một chậu trầm Parasi như thế này thì sẽ có hai thân nhé, hai thân và đều đang nụ như thế này. Và một trầm Parasi như vậy em bán với giá là 110.000 cho một chậu thôi. Đó, tất cả là đều đang nụ. Và cô chú anh chị sẽ được một thưởng một mùa hoa tuyệt vời, cũng như là được một cái cây giống trầm rất là đẹp. Trầm Parasi này là một cái giống giống trầm cổ mà người ta đã giữ giống rất là lâu rồi đấy. Đó, nếu mà cô chú anh chị chơi lan thì chắc chắn biết là cái trầm này thì nó đã có mặt rất là lâu rồi. Và một cái dòng trầm mặt bông rất là nổi tiếng, trầm Parasi này này. Và bên này đây sẽ là dòng trầm Cửu Long, mặt bông tròn bầu và tím đậm rất là đẹp. À, một chậu như vậy là một thân này, cô chú anh chị này. Đó, trầm Cửu Long nhá, hoa bầu tím đậm đẹp, mầm gốc tuyệt vời như vậy. Em bán một chậu trầm Cửu Long như thế này với giá là 100.000 cho một thân. Sang bên này đây sẽ là dòng giả hạc Di Linh Xuân lai trầm rồng đỏ. Một chậu thì sẽ có ít nhất là 3 thân cô chú anh chị ạ. Một chậu ít nhất là 3 thân. Và riêng dòng Di Linh Xuân lai trầm rồng đỏ này này, nó là cái mặt hoa xổ số cô chú anh chị nhá. Đó, mặt hoa xổ số ạ. Và cô chú anh chị có thể thấy là nó là một cái sự kết hợp rất là tuyệt vời của cái dòng mặt bông Di Linh Xuân với cả trầm rồng đỏ. À, cô chú anh chị có thể thấy đây, trong một cái chậu thôi, tại vì nó là hàng gieo hạt mà. Trong một cái chậu thôi mà nó có những cái cây giống đã có những cái mặt bông rất là khác nhau như thế này, có những cái bông môi tuyết tuyệt vời này, có những cái bông hoa tím đậm cánh cong cực kỳ là bay rất là đẹp như thế này đấy ạ. Đó. Và nói chung là cái riêng dòng này thì mặt hoa xổ số thôi, nhưng mà hoa của nó thì rất là thơm và có những cái bông đậm bông nhạt. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông giả hạc Di Linh Xuân lai trầm rồng đỏ rất là đẹp như thế này ạ. Đó, cô chú anh chị thấy này. Và một chậu như thế này em bán có 110.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Chậu ít nhất là 3 thân luôn, cô chú anh chị được một cái chậu cây giống đẹp cũng như là được bắt mặt cái mặt hoa xổ số của cái trầm này. Đấy, để làm cây giống. Bên này đây sẽ là những cái chậu gà dẹt này. Đây này, cái mặt bông này cánh bay cực kỳ là đẹp luôn á cô chú anh chị đây ạ. Đấy, đây này, cái mặt bông có những cái mặt bông nó cong bay rất là đẹp luôn. Là chậu có 101 cho một chậu, rất là tuyệt vời. Còn bên này là những cái chậu đùi gà dẹt to bự luôn như thế này. Đó, trời ơi, quá là tuyệt vời luôn như thế này, có 109 cho một chậu cô chú anh chị nhá. 109 cho một cái chậu đùi gà dẹt như thế này thôi ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái giò đen đô xuân. Những cái giò đen đô xuân này cô chú anh chị này, có những cái mặt bông vàng nhật nhá. Vàng nhật là toàn bộ là đều mặt mặt bông vàng hết đấy ạ. Có những chậu sẽ là mặt bông vàng nhật như thế này này, khi mà mới nở ấy, hoa nó có phần hơi sắc xanh xanh và khi nở lâu nó sẽ vàng đậm hơn cô chú anh chị nhỉ. Nhìn này. Đó, một cái chậu hoa thì nó có thể sổ nhìn như là cái chậu hoa hai màu như vậy đó. Và hoa của nó thì rất là thơm nhá, thơm dịu rất là tuyệt vời luôn ạ. Đấy, cái dòng đen đô xuân này này thì chậu rất là nhiều thân và nó có nhiều mặt bông. Đây, hiện tại thì ở vườn nhà em thì đang có cái mặt bông này nó đang sổ này. Cái chậu này cũng rất là to. Đây cô chú anh chị này. Chậu nào cũng như chậu nào rất là nhiều thân và đây em đang có một cái bông nữa sổ cũng rất là xinh luôn này đó. À, hoặc là cái mắt này, mặt mặt bông này đấy, bông hoa to đùng và mắt nhung mắt đen như thế này này, và một chậu như vậy em chỉ bán có 130.000 thôi ạ. 130.000 thôi, rất là đáng để mà sưu tầm đúng không ạ. Đều hoa này đều có hương thơm nhá, và mặt bông, tất cả các mặt bông này đều rất là đẹp. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu trầm rồng đỏ. Trầm rồng đỏ thì cô chú anh chị biết rằng là cái dòng lan mà bấy lâu nay rất là nổi tiếng rồi, nó nở hoa vào đúng thời điểm Tết. Thời điểm bây giờ hoa cực kỳ là sai với những bông hoa to và sắc hoa tím đậm, rất là tím đậm như thế này cô chú anh chị ạ. Đó, thơm nức mũi luôn nhá. Và một cái chậu trầm rồng đỏ như thế này nếu mà có hai thân thì em bán với giá là 110.000, còn chậu 3 4 thân trở lên ấy ạ. 3 4 thân trở lên thì em bán với giá là 120.000. Nói chung là hàng này ấy, thì hiện tại là nó đã nở hoa toe toét hết như thế này rồi cô chú anh chị ạ. À, chủ yếu là mình về còn được thưởng hoa thì thưởng, mà không mình làm cây giống nhá. Thứ nhất là mình khi mình làm cây giống ấy, mình sẽ được một cái chậu mầm này. Thứ hai là cắt thân già ra để nhân được rất là nhiều cây giống khác nữa, thì với giá là 101 cũng như là 120 thì nó cũng rất là xứng đáng đúng không ạ? Đấy, 101 hay là 120 cho một cái cây giống đang hoa đẹp như thế này cũng em nghĩ là cũng rất là xứng đáng rồi. À, sang bên này đây sẽ là những cái chậu đen rô úc mắt đen, cô chú anh chị cùng em chiêm ngưỡng cái mặt bông của dòng đen rô úc mắt đen này.
Đó. Và một bảng đen rỗ mắt đen như vậy thì nó có rất là nhiều thân như thế này. Đây là một bảng này cô chú anh chị này. Đây một bảng này. Đó, một bảng đây ạ. Và chỗ này là hai bảng này. Rất là nhiều thân như thế này cô chú anh chị nhá. Mặt bông thì cực kỳ là xinh đúng không ạ? Mắt đen, bông hoa to đùng rất là xinh luôn. Đó, bông hoa cực kỳ là to xinh như vậy. Em bán một bảng như thế này với giá chỉ có 140.000 cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị mà lấy sở hữu hai bảng được một giò khủng luôn. Mầm gốc thì lên chi chít luôn mà dễ thuần dễ chăm cực kỳ luôn đấy ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu kiều vuông cánh trắng. Những cái giò kiều vuông cánh trắng này này. Cây nhìn như vậy thôi nhưng mà khi mà sổ hoa dòng kiều vuông cánh trắng nó lùn mà. Nhưng mà khi mà sổ hoa chùm hoa của nó rất là dài luôn đấy cô chú anh chị. Và những cái thân mà không có lá này thì vẫn là những cái thân có khả năng cho hoa cô chú anh chị nhá. Em bán một chậu như vậy với giá là 180.000. 180.000 cho một cái chậu như thế này. Sau này thì những cái mắt còn lại ấy, kể cả không có lá, những mắt còn lại thì nó sẽ đều là những cái thân mà có thể cho hoa cô chú anh chị nhỉ. Bên này đây sẽ là những cái chậu sơn thủy tiên rất là khủng này. Đó, những cái chậu sơn thủy tiên rất là to bự luôn như thế này. Nặng chịu tay luôn. Một chậu như thế này em bán với giá là 250.000 cho một chậu sơn thủy tiên nhé. Sang bên này đây sẽ là những cái sắc hồng dịu dàng của dòng Hạc Vĩ Thiên Cung đây ạ. Có những cái bông hoa đang chuẩn bị nở này, rất là đậm đà luôn. Và một bảng thì rất là nhiều mầm. Dòng này thì cực kỳ là sai hoa như thế này, dễ thuần dễ chăm cực luôn. Em bán một bảng như vậy với giá chỉ có 101 thôi cô chú anh chị nhé. Nó nhìn những cái suối hoa của nó rất là tuyệt vời luôn. Đó, ngắm cực kỳ là đã luôn như thế này. 110.000 cho một bảng, chi chít là mầm luôn. Đó, chi chít là mầm luôn. Có 100.000 cho một bảng thôi nhá. Sau bên này sẽ là dòng vũ nữ nhện xanh. Em bán với giá là 110.000 cho 130.000 cho một chậu thôi nhá. 130.000 cho một chậu. Bên này là những cái chậu vũ nữ sô cô la này. Vũ nữ sô cô la em cũng bán với giá là 130.000 cho một chậu vũ nữ sô cô la với cái mùi hương mật ngọt quyến rũ vô cùng luôn. Bên này đây sẽ là những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc này, mầm đang lên chi chít rất là xinh, cây cũng đang nụ, 160 cho một chậu chuỗi ngọc. Và bên này đây sẽ là những cái chậu đen rô lá biên hay còn gọi là dòng đen rô lá phát tài. Cái dòng hàng tượng trưng cho cái sự tài lộc và may mắn á. Và một cái chậu như thế này thì nó không chỉ đẹp cái thân lá đâu mà cái mặt bông của nó là hoa vàng mắt đen như thế này nhá. Và một cái chậu đen đen rô mắt đen như thế này em xin phép được bán với giá lá biên mắt đen đẹp như thế này. Em bán là 180.000 cho một chậu và cô chú anh chị có thể cùng em ngắm cái mặt bông này và tham khảo giá ở người ta bán trên thị trường. 280 cho một chậu, các em nhìn thấy rõ ạ. Cô chú anh chị nhìn thấy rõ ạ. Đó, thì ở đây em bán có 180 nhá, cô chú anh chị nhá. Đấy, với mong muốn là cô chú anh chị có thể sở hữu được cái mặt bông đẹp và giá cả thì cũng em nghĩ rằng là nó cũng sẽ rất là phải chăng là cô chú anh chị sưu tầm. Bên này đây thì em vẫn có những cây giống thiên nga, cây giống thiên nga. Những cây này là hàng cây giống và cô chú anh chị có thể được thưởng hoa ngay trong cái mùa tới đấy nhá cô chú anh chị. Em bán với giá 40.000 cho một chậu. Bởi vì nhiều cây giống này thì vừa rồi nó đã cho mình hoa rồi ạ. Dòng hoa rất là dễ thuần dễ chăm thôi, 40.000 cho một cây. Ở đây thì em có cái mặt bông đó là thiên nga xanh này, củ rất là khỏe, cây đẹp, mầm đẹp như thế này. Và bên kia sẽ là dòng thiên nga đỏ này. Đấy, dòng thiên nga đỏ đấy ạ. Và bên này đỏ thì đỏ rất là sáng nhá, còn bên này sẽ là dòng thiên nga. Thiên nga này là thiên nga màu đỏ đốm. Đó, thiên nga màu đỏ đốm, tức là đỏ có thiên về hơi đốm. Và bên này sẽ là dòng thiên nga vàng. Đấy, cây thiên nga vàng thì cái mầm nó còn lên hơi nhỏ hơn. Và với số tiền 160, cô chú anh chị sở hữu ngay 4 mặt bông thiên nga cho sân vườn, cho cái bộ sưu tập lan, những cây lan của nhà mình. Và cô chú anh chị mà khi mua đúng chuẩn những cái cây thiên nga thì hoa nhìn nó rất là sang chảnh luôn ạ. Trang nhã và rất là sang chảnh luôn, đẹp luôn ạ. Bên này sẽ là những cái loại lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi, để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái phần lan ưng ý nhất nhé. Trước tiên thì em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị là cái hình số 1 là một cái phần cây cáo rất là to, hàng lá xếp rụt rất là xinh, có những cây bản lá to tròn này, lá xếp rụt rất là xinh. Hàng thì những cây này chắc chắn là cô chú anh chị sẽ được thưởng hoa đẹp rồi này. Đó, và cái lô cáo này em có tất cả là 6 cây nhé. Em bán hình này với giá là 180.000 này. Tiếp theo là cái hình số 2. Hình số 2 này, hình này em bán có 160 thôi ạ. Đó, cô chú anh chị chắc chắn là được một rổ cáo để ngắm hoa tuyệt vời rồi. Và sang hình tiếp theo. Hình tiếp theo là cái hình số 3 đây ạ. Hình số 3, 4 cây sáo cáo xếp thẳng, một cây có cần hoa rất là dài, đẹp luôn. Cái hình này em bán với giá là 220.000 cô chú anh chị nhé. Tiếp theo là cái hình số 4.
Hình số 4 là một cái khúc cáo thuần nguyên bản ở rừng Vế, nhưng mà người dân người ta đã để ở vườn rất là lâu rồi. Đấy, tất cả những cây này thì em nghĩ rằng một mùa hoa tới cô chú anh chị sẽ được thưởng một mùa hoa quá là tuyệt vời của nó luôn. Cái giò cáo này em xin phép được bán với giá là 300.000 cho cái khúc cáo này nhá. Đây, cái chỗ bên này có 3 cây này cô chú anh chị này, 3 cây này. Và bên này thì cũng có là một cái khúc cũng gồm có 3 cây, và bên này sẽ là hình tiếp theo, hình số 5 này. Một cây bản lá dày cộp luôn ạ. Đó. Cây bản lá rất là dày này, to nhá cô chú anh chị nhá. Đây. Thêm một cái cây bên này nữa. Hai cây này em nghĩ là năm nay chắc là cũng sẽ cho hoa hết, hình này em bán 160. Tiếp theo là cái hình số 6, cái hình này này. Cái giò cáo này này, phơi ở ngoài nắng nhiều nên là có phần hơi cháy lá này. Em bán cái hình này với giá là 130.000. Và tiếp theo sẽ là những cái chậu cáo thuần. Cái chậu cáo thuần hình số 7 em bán với giá 200.000. Chậu cáo thuần số 8 này, ba ngọn rất là xinh, với giá em bán 200.000. Và hình tiếp theo, hình số 9 em bán với giá là 220.000 này, ba cây cáo xếp cực kỳ là xinh. Và hình tiếp theo, hình số 10 này. Đó, những cây này về cô chú anh chị mà chăm được, nó không bỏ lá chân về chăm được là nó sẽ thành những tác phẩm rất là đẹp luôn này. Cây nào bản lá rất là to luôn này, cái hình này này. Cái giò hai cây rất là đẹp này, ba cây rất là đẹp này. Em bán cũng 200.000 thôi. Và tiếp theo là hình số 11. Hình số 11 đây ạ. Quá là xinh yêu luôn đấy cô chú anh chị. Ba ngọn xếp rất là đẹp, em bán với giá 200.000 thôi. Trời ơi, quá là đẹp luôn cái hình này này. Tiếp theo là cái hình số 20, 10, hình số 12. Cái giò này em cũng bán 200 nhá. Và hình số 13 với giá chỉ có 190 này. Và tiếp theo là cái hình vôi ạ. Những cái bảng vôi này. Rồi bán nụ tuyệt vời luôn như thế này cô chú anh chị này. Những cái bảng vôi đang nụ chi chít và mầm tuyệt vời luôn như thế này này. Một cái giò này như thế này thôi cũng đủ thơm cho cả một cái không gian rồi đấy ạ. Yeah, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Cái giò này em bán với giá là 150.000 nhá. Là hình 14 này, hình 15. 15 đây ạ. Ồ. 15 này em bán với giá 140 này, hình 16. Em bán 150 này. Mầm rất là đẹp. Và tiếp theo là cái hình số 17. Ồ, có cái nụ này tím lịm luôn cô chú anh chị này. Không biết là hoa của nó như thế nào. Này, mầm này lên chi chít luôn cô chú anh chị ạ, rất là thích luôn. Cái giò này em cũng bán với giá 150 này. Tiếp theo hình số 18. Ui, cứ mỗi một cái cây như thế này kép kép hai mầm như thế này luôn cô chú anh chị. Tới này cô chú anh chị sẽ có một cái giò tuyệt vời luôn đúng không ạ? Một giò rất là khủng luôn này. Cái giò này em bán với giá cũng 150.000, đang nụ và được một chậu giống tuyệt vời. À, đây này. Dàn nụ của nó này. Đấy, những cái dàn nụ này rất là đẹp luôn. Tiếp theo sẽ là cái hình số 19, em bán cái giò này cũng với giá là 150.000 đây. Tất cả đều đang lên mầm rất là xinh. Và hình số 20 này. Đấy, cô chú anh chị nhìn mầm mê không? Lên mầm mà cứ mầm hay. Đấy là em còn chưa có kiếc gì cả đâu ạ. Đó. Cái giò này em cũng bán. Giò này em bán với giá cũng 150.000 đây. Tiếp theo là cái hình số 21 này. Hình số 21 này cô chú anh chị này. Về được thưởng hoa một cái bảng và được một cái bảng giống tuyệt vời luôn đúng không ạ? Bảng này em cũng bán 150.000 nhé. Và tiếp theo sẽ là bảng chậu kiếm kiếm tiên vũ. Dòng kiếm tiên vũ này thì cô chú anh chị có thể trồng làm tiểu cảnh, để lên trên một cái đôn trong chậu và để lên một cái đôn trước sân nhà thì tạo cái không gian tuyệt vời luôn cho cái khoảnh sân của nhà mình ấy. Đây, một cái chậu này là chậu số 22. Kiếm tiên vũ rừng em bán với giá là 180 thôi ạ. Chậu rất là khủng luôn cô chú anh chị ạ. Chậu 23 200.000, chậu 24 em bán với giá là 180.000. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu trầm cổ, hay người ta còn gọi là trầm thanh củi ấy. Cái trầm này thì hoa siêu đậm đà luôn, thân xoắn đỏ và dòng thân thủ rất là tuyệt vời nhé. Thân nào thân đấy to đùng như cái ngón tay cái luôn. Đấy, cô chú anh chị lấy sở hữu những cái chậu này về được thưởng một mùa hoa ngày thứ hai nữa. Là về được một cái chậu mầm rất là đẹp, cắt toàn bộ thân già ra, cô chú anh chị còn nhân được rất là nhiều cái chậu cây giống nữa. Và cái chậu này em bán với giá chỉ có 180 thôi. Hai thân rất là to cao và rất là đẹp. Đấy, thế cũng uốn cong hai bên rất là xinh như thế này, khi mà nở hoa cũng rất là đẹp luôn này. Cái chậu tiếp theo là cái chậu số 26 này. Nói chung là cô chú anh chị mua những cái hàng này về thì mình vừa được thưởng hoa mà còn được một cái chậu cây giống này, mầm ki này cô chú anh chị này. Đó, có cả nụ này. Đấy, rất là đẹp như thế này. Mình được một cái chậu thưởng hoa thứ hai nữa, lại còn được một cái chậu giống tuyệt vời cho sân vườn đúng không ạ? Cái chậu này em bán là 110.000 nhá. Tiếp theo chậu 27 em cũng bán là 110.000 thôi cô chú anh chị này. Đó, chi chít là nụ bắt đầu đang bắn này. Và sau này đang lên mầm này. Cô chú anh chị sau đó cắt thân già ra để nhân ki nhá. Đó. Cô chú anh chị mua những cái chậu này thì chỉ có lợi thôi cô chú anh chị ạ. Không phải
Trước đây mỗi một thân như này là vài 300 đấy ạ. Và tiếp theo hình 28 em bán 180.000 này. Chậu này cũng là giò 2 thân. Và chậu tiếp theo 29 cũng là giò 1 thân. Đó, đang nụ tím lịm luôn kia. Cũng có cả, đang có cả kỳ chuẩn bị lên. Cái giò này em bán 110.000. Tiếp theo là cái giò số 30. 2 thân này, nụ chi chít là nụ này. Đó, đẹp như vậy này. Em bán cái giò này với giá là 180.000. Và ngoài ra thì em có vỏ thông. Vỏ thông em có size 12 và vỏ thông vụn nhá. Vỏ thông thì em bán với giá là 20.000 cho 1 kg. Và rất là nhiều những cái chế phẩm dành cho hoa lan ở đây này. Em có hùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp. Duy xanh 50.000 cho một ống. Duy đỏ 60.000 và Atomic là 10.000 cho một gói. Dưỡng chất AB thì giá 85.000 cho một lọ này. B1 Thái đây, B1 Thái này, mấy em này lại không nhớ mang ra rồi. B1 Thái em bán với giá là 40.000 cho một lọ nhé. B12 giải độc cho cây ạ, với giá là 30.000 cho một lọ này. Liền da Mỹ Tiến 40.000 cho một lọ. Và liền da sẹo đen là 50.000 cho một lọ. Super Thai hormone tăng trưởng 85.000 cho một lọ này. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát em bán 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ nhé. Và siêu da dễ N3M, siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ. Và cái đặc trị côn trùng với giá 70.000 cho một lọ này. Rotin, cái thuốc sát khuẩn em bán là 150.000 cho một lọ. Tiếp sang bên này đây sẽ là mút hữu cơ của Hà Lan. Có 10 viên mút bên trong em bán 70.000 cho một lọ này. Chicho đề ma, phân bón vi sinh kháng nấm với giá là 150.000 cho một gói nhé. Và cái sản phẩm của Chicho đề ma, cái dòng hộp nhựa này, một cũng là 1 kg rất là to này. Em bán với giá là 130.000. Và dây buộc lan chiều dài 100m, có dao cắt kèm theo vô cùng tiện dụng luôn. Em bán là 35.000 cho một cuộn này. Và kim kim bum, dòng đặc trị thối nhũn, em bán 25.000 cho một gói. Kim kim bum lại để đâu? Đây, kim kim bum đây, đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói này. Và phân bón chùn quế nguyên chất dòng cao cấp này, em bán với giá là 35.000 cho một túi nhé, dòng cao cấp ạ. Và bên này sẽ là sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh ạ. Được làm từ dịch chuối, phân trâu, đỗ tương và đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng rồi ạ. Sản phẩm này em bán với giá chỉ có 35.000 cho một túi thôi. Cô chú anh chị tìm hiểu về dòng phân trâu thì cô chú anh chị biết rằng người ta bán những cái sản phẩm chỉ có phân trâu nhé. Phân trâu đã qua xử lý và nén viên, nén và đóng thành túi như thế này thôi. Người ta bán rẻ nhất là 60.000 rồi đúng không ạ? Mà ở đây sản phẩm bên em nó không chỉ có phân trâu mà còn người làm ra nó còn bỏ ra rất là nhiều những cái công sức nữa để tạo thêm vào trong này là những cái dưỡng chất từ dịch chuối và đỗ tương. Đó, từ dịch chuối và đỗ tương nữa. Thì cô chú anh chị biết rằng là cái sản phẩm này nó là một cái sản phẩm mà có thể cung cấp giá trị dinh dưỡng tuyệt vời như thế nào đối với cây rồi. Đó, mà lại ủ kháng nấm, ủ men vi sinh rất là kỹ càng nên là hạn chế nấm bệnh một cách tối đa. Giá của nó chỉ có 35.000. Đấy. Cô chú anh chị thấy là giá rất là rẻ như thế này nhưng mà không có nghĩa là cô chú anh chị hãy yên tâm giúp em về cái chất lượng của nó nhé. Hiện tại rất là nhiều nhà vườn người ta đang sử dụng rồi. Sở dĩ em bán rẻ như thế này không phải vì cái chất lượng của nó không có thật như em nói, mà bởi vì ở đây á, là em đã mua ở cái nơi đúng cái nơi mà người ta làm ra ấy, và không qua nhiều tay mối lái, mua trực tiếp tại nơi người ta làm luôn nên là cái giá được rất là nhẹ nhàng mà dưới ngay cái giá sỉ cô chú anh chị nhá. Mà ở đây ấy, thì cô chú anh chị biết rằng em cũng lấy lệch giá rất là ít thôi. Đó, lấy lệch giá rất là ít trong một cái túi sản phẩm như thế này thôi. Nên là cô chú anh chị sẽ được sở hữu ngay một cái dòng chất lượng tuyệt vời mà giá vô cùng là rẻ nhá. Bên này em có dòng sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng này. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng ạ. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một cái lọ tinh dầu hồi như thế này em bán với giá là 40.000 cho một lọ nhé. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt ạ. 40.000 cho một lọ. Đây là cái sản phẩm hoàn toàn từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng nhé. Và cô chú anh chị biết rằng là cái cánh cây hoa hồi thì nó có rất là nhiều những cái công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe đúng không ạ? Cô chú anh chị có thể lên Google để search biết thêm. Đó, và như là cái cánh hoa hồi thì cô chú anh chị biết là người ta có thể cho vào món ăn để tạo cái hương vị, độ ngọt cũng như là có tác dụng rất là có lợi, tạo ấm cơ thể và rất là nhiều tác dụng tuyệt vời đối với lại cơ thể. Đó, thì ở đây là hoàn toàn từ cánh hoa hồi tự nhiên nên là rất là lành tính, giảm đau hiệu quả, không gây nóng rát, diệt khuẩn tuyệt vời luôn. Đấy, cái mùi hương của nó có thể tạo ra một cái thư giãn tuyệt vời mà diệt khuẩn rất là tốt cô chú anh chị nhé. Em bán có 40.000 thôi.
Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép được dừng clip ở đây ạ.